Thưa quý vị, một tuần trở lại đây, khoa điều trị tích cực ngoại khoa của Bệnh viện Nhi Trung ương liên tục tiếp nhận 7 bệnh nhi có độ tuổi từ 2 đến 14 tuổi nhập viện trong tình trạng nguy kịch do bị chấn thương sọ não. Các ca bệnh chủ yếu do tai nạn sinh hoạt và tai nạn giao thông. Bệnh nhi 14 tuổi này được chuyển từ Hà Tĩnh vào Bệnh viện Nhi Trung ương trong tình trạng thở máy với bốn ống dẫn lưu từ ổ bụng ra ngoài. Vì suy thận quá nặng, các bác sĩ đã phải cho lọc máu liên tục. Sau một tuần hồi sức tích cực, tình trạng của trẻ vẫn rất nặng. Được biết trước đó, bệnh nhi bị tai nạn khi tập xe máy, đâm trực diện vào cột điện, dẫn đến đa chấn thương, vỡ gan, thận, vỡ lách. Chi dưới của cháu vận động rất kém, nhưng ổ bụng thì có tình trạng hẹp cái động mạch thận hai bên. Cho nên là chúng tôi có kế hoạch thông tin can thiệp và đặt stent cái động mạch thận hai bên. Và sau đó chúng tôi phải tiếp tục lọc máu thay thế cho cháu. Theo các bác sĩ, khi chấn thương sọ não, tùy vào vị trí có thể để lại di chứng hoặc không. Trường hợp nặng, nếu may mắn thoát chết, vẫn có thể gây di chứng về thần kinh hoặc yếu, liệt, không phục hồi. Các cháu thì vào đa phần trong tình trạng đa chấn thương. Nặng nhất là chấn thương sọ não. Có cháu thì phải phẫu thuật, có cháu thì phải điều trị nội khoa. Nhưng đa phần là các cháu nguy cơ để lại cái tổn thương di chứng về mặt thần kinh rất là cao. Cũng theo các bác sĩ, trẻ nhỏ từ 1 đến 6 tuổi là lứa tuổi thường dễ bị chấn thương sọ não do trẻ với bản tính hiếu động, nghịch ngợm, thích tò mò khám phá xung quanh và chưa có kiến thức, kỹ năng phòng tránh tai nạn trong sinh hoạt hàng ngày. Chính vì vậy, cha mẹ và những người chăm sóc cần chú ý đến trẻ, luôn đảm bảo trẻ ở trong tầm mắt của người lớn, nhất là trong dịp trẻ được nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch COVID-19 như hiện nay. Với các trẻ lớn hơn, gia đình và nhà trường cần hướng dẫn, giáo dục trẻ tuyệt đối không cho trẻ tập hay đi xe máy khi trẻ chưa đủ tuổi theo quy định của pháp luật.